Ten Hag đã trải qua gần nửa năm làm việc tại Old Trafford, ông ít nhiều cũng đã để lại dấu ấn sau quãng thời gian vừa qua. Từ lối chơi cho đến con người, Man United có phần tiến bộ hơn, song song bên cạnh đó, vẫn còn nhiều vấn đề cố hữu tồn đọng chưa thể giải quyết bao năm qua. Đặc biệt chính là nhân sự tại đội bóng này. Như lời của cựu huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick từng nói, Quỷ Đỏ cần phải mang về 10 tân binh nếu muốn vực dậy câu lạc bộ. Không chỉ chiêu mộ cầu thủ phù hợp với lối chơi mà Erik ten Hag xây dựng, chiến lược gia người Hà Lan cần phải dọn dẹp một vài nhân tố không còn nhiều hữu dụng tại Man United. Vâng, không để quý vị và các bạn đợi lâu, hôm nay hãy cùng với Random Football nhận định về top 5 ngôi sao không nên ở lại nhà hát của những giấc mơ sau khi mùa giải này khép lại. Đứng đầu danh sách này có lẽ không ai khác ngoài Fred Đại Đế. Màn trình diễn thảm họa vừa qua trước Newcastle đã tạo nên một làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào cầu thủ này. Anh hầu như không có bất cứ đóng góp nào vào lối chơi chung, thậm chí còn suýt hại đội bóng phải nhận bàn thua. Nhiều mùa giải vừa qua, Fred được xem là hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất cho bộ mặt của Man United. Phong độ vô cùng thất thường, có những lúc chơi rất hay, nhưng đa phần đều mang đến sự thất vọng. Ấy vậy mà chàng trai sinh năm 1993 vẫn là trụ cột khó có thể thay thế qua nhiều đời huấn luyện viên. Kể từ khi ngồi vào chiếc ghế thuyền trưởng tại Old Trafford, Erik ten Hag đã mong muốn xây dựng lại hàng tiền vệ với việc theo đuổi Frankie de Jong, cùng với đó là bản hợp đồng miễn phí Christian Eriksen. Ông không muốn Quỷ Đỏ phải liên tục thi đấu như một đội cửa dưới, đội bóng cần phải thay đổi và tiến bộ hơn, đúng với vị thế vốn có của mình. Và nhân tố chịu ảnh hưởng nhất chính là Fred. Sau trận khai mạc thảm họa, anh đã không còn nhận được sự tin tưởng từ ông thầy người Hà Lan. Nhiều người nói rằng Đại Đế sẽ tỏa sáng nếu thi đấu cùng với một tiền vệ phòng ngự chất lượng. Nhưng rồi ngay cả khi mà Casemiro, một người đồng đội ăn ý tại Brazil được mang về, chúng ta đã có câu trả lời. Fred không điều tiết được như Eriksen, không tung ra những đường chuyền đột biến như Bruno Fernandes. Anh giỏi trong việc di chuyển, đeo bám và đoạt lại bóng từ đối thủ. Nhưng tất cả điều này hiện tại Casemiro hay là McTominay đều có thể đảm nhiệm tốt, nhất là cựu sao Real. Vì vậy, thời gian của số 17 dường như đang dần kết thúc. Erik ten Hag vẫn muốn theo đuổi Frankie de Jong hay là một tiền vệ có khả năng điều tiết lối chơi vào mùa hè tới. Và Đại Đế dường như không còn đất dụng võ. Trừ khi Casemiro đá quả bóng vào mặt và ăn lóc anh như cách từng làm tại Brazil. Từ thời huấn luyện viên tiền nhiệm Ralf Rangnick, Aaron Wan-Bissaka dường như không còn phù hợp với lối chơi hiện đại ngày nay. Vai trò hậu vệ biên đòi hỏi khả năng hỗ trợ tấn công tốt hơn, không nhất thiết phải luôn mạnh mẽ trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Đến mùa giải này, anh không còn được Erik ten Hag trọng dụng. Sau một vài phút ít ỏi trong chuyến du đấu hè, cựu sao Crystal Palace chưa được đá chính bất cứ trận đấu nào từ khi Premier League khởi tranh. Chiến lược gia người Hà Lan luôn tin dùng Diogo Dalot và hậu vệ người Bồ Đào Nha cũng đã tiến bộ rõ rệt trong khâu phòng ngự. Tuy vậy, không thể nào bắt số 20 cày ải cả mùa giải được. Điển hình trong bối cảnh hiện tại khi anh đã nhận 4 thẻ vàng và phần nào đó xuất hiện dấu hiệu của sự quá tải. Chiến lược gia người Hà Lan vẫn không có phương án thay thế được anh, mặc dù ông từng nói rằng Lindelof hay là Malaysia đều chơi được ở vị trí hậu vệ phải. Những lúc cơ hội ra sân rõ rệt như thế này thì Aaron Wan-Bissaka lại dính chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại. Không thi đấu, chỉ tập luyện cũng bị đau. Thực sự thì người hâm mộ Man United chỉ biết lắc đầu ngao ngán mỗi khi nói về chấn bé đủ người anh này. Việc lựa chọn cầu thủ sinh năm 1997 trong hơn 800 ứng viên đã cho thấy sự sai lầm ở khâu chuyển nhượng trong quá khứ của Quỷ Đỏ. Đồng ý là Wan-Bissaka ít nhiều cũng đã để lại dấu ấn trong thời gian đầu, nhưng về lâu dài thì một đội bóng lớn không có chỗ cho một hậu vệ chỉ biết phòng ngự như anh. Mùa hè tới, Erik ten Hag nhiều khả năng sẽ mang về thêm một hậu vệ phải nhằm cạnh tranh với Diogo Dalot. Và đó chính là lúc chàng trai 24 tuổi ra đi tìm kiếm bến đỗ mới phù hợp hơn. Thậm chí có thể là ngay mùa đông này nếu giới chủ Man United chịu chi tiền vào phiên chợ tháng 1. Nhận được rất nhiều sự quý mến từ người hâm mộ, được tạo cơ hội làm việc cùng với người thầy đã nâng tầm mình khi còn ở Ajax. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều không thể giúp Donny van der Beek tìm kiếm được chỗ đứng tại nhà hát của những giấc mơ. Số 34 có thể không phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, nhưng khi mà Ralf Rangnick lên nắm quyền, anh vẫn chưa thể hiện được điều gì, thậm chí còn phải phiêu bạt qua Everton để tìm kiếm cơ hội ra sân. Cuối cùng, mùa giải 2021-2022 của chàng trai sinh năm 97 chỉ gắn liền với chấn thương và thất vọng. Việc bổ nhiệm Erik ten Hag tưởng chừng như sẽ cứu vãn sự nghiệp của Donny van der Beek,
Thậm chí là cựu thuyền trưởng Ajax còn dành nhiều lời có cánh cho cậu học trò cũ và tin rằng anh sẽ giúp ích rất nhiều cho đội bóng thời gian tới. Nhưng khi mà mùa giải chính thức bắt đầu, chúng ta lại một lần nữa không thấy anh ở đâu. Cầu thủ sinh năm 97 chỉ được sử dụng 19 phút tại Premier League, giống hệt với giai đoạn Ole Gunnar Solskjaer còn nắm quyền. Đến giai đoạn mật độ thi đấu dày đặc ở tháng 10, anh lại dính chấn thương và chưa thể quay trở lại đội hình. Phải chăng chính cựu sao Ajax đã tự đánh mất đi cơ hội của mình, chứ không phải là huấn luyện viên gạt bỏ anh? Van de Beek là một nhân tố chất lượng, anh vô cùng chuyên nghiệp trong tập luyện cũng như cuộc sống. Tuy vậy, giải đấu tại xứ sở sương mù có tốc độ và cường độ dường như quá tầm với chàng trai người Hà Lan. Khả năng tranh chấp, lối chơi giàu thể lực không phù hợp với con rể của Dennis Bergkamp. Mùa hè tới, anh nên tìm kiếm một câu lạc bộ mới hay trở về Ajax để cứu vãn sự nghiệp của mình. Người hâm mộ có thể tiếc nuối cầu thủ vô cùng dễ mến này, nhưng đến ngay cả ông thầy cũ Erik ten Hag vẫn không sử dụng được anh, thì chỉ có cách ra đi là tốt nhất cho cả hai. Từ lâu, thủ thành người Tây Ban Nha luôn bị đánh giá là mẫu thủ môn cổ điển. Anh dường như bị ao meta hoàn toàn với bóng đá hiện đại ngày nay. Và điều ấy lại càng được nhắc đến khi Erik ten Hag lên nắm quyền tại Man United, bởi triết lý của ông luôn đòi hỏi người gác đền phải biết chơi chân tốt. Thậm chí nhiều người dự đoán David De Gea sẽ mất suất bắt chính vào tay của Dean Henderson, dù mùa giải trước Thánh Tôn chính là cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ. Nhưng rồi Dino lại chọn phương án ra đi và cựu sao Atlético không có sự cạnh tranh trong khung gỗ. Với thâm niên lâu nhất tại Old Trafford, David De Gea không để bất cứ điều gì đánh gục được mình. Anh nỗ lực luyện tập thay đổi bản thân. Dù từng bị ông thầy mới quát mắng ngay trên sân, nhưng anh vẫn không nản chí và dần khẳng định chỗ đứng cũng như niềm tin nơi 10 khó. Trong nhiều trận đấu gần đây, chúng ta thấy thủ thành sinh năm 1990 đã chủ động tiến ra ngoài vòng cấm để cản phá bóng, đồng thời tự tin cầm bóng và tung ra đường chuyền chính xác cho các đồng đội. Tuy vẫn còn đó một vài tình huống thoát tim, nhưng nhìn chung thì David De Gea đã tiến bộ hơn rất nhiều so với chính anh. Tuy vậy, dù 32 chưa phải là độ tuổi quá lớn đối với một thủ môn, nhưng Man United vẫn đang lên kế hoạch để tìm kiếm một người gác đền mới trẻ hơn, hiện đại hơn và đặc biệt là chơi chân tốt hơn. Nhiều mục tiêu đã được đưa ra và giờ là lúc ban lãnh đạo cùng với đội ngũ huấn luyện phải lựa chọn người phù hợp nhất. Thánh Tôn vừa cán mốc 500 trận đấu trong màu áo đỏ, một thành tích vô cùng vĩ đại, nhưng hợp đồng của anh cũng sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. David De Gea chắc chắn vẫn muốn tiếp tục gắn bó với nửa đỏ thành Manchester, nhưng anh nên chấp nhận rằng vị thế của mình không còn là bất khả xâm phạm nữa. Kinh nghiệm có thể giúp anh dìu dắt những tân binh trẻ, và liệu cựu sao Atlético có sẵn sàng làm điều đó, hay anh sẽ ra đi để tìm kiếm bến đỗ mới? Hãy cùng chờ xem quyết định của Erik ten Hag vào mùa hè tới. Cuối cùng chính là siêu sao với 5 quả bóng vàng Cristiano Ronaldo. Với độ tuổi 37, thật khó để anh có thể tiếp tục gắn bó cùng với đội chủ sân Old Trafford. Thể trạng đang dần bị thời gian bắt kịp, dù body của anh vẫn còn rất đẹp. Nhưng sức bền, sức dướn cùng tốc độ thì đã không còn. Bỏ qua câu chuyện đi ở của tiền đạo người Bồ Đào Nha suốt thời gian qua, nhiều người tin rằng đây chính là mùa giải cuối cùng của CR7 tại Man United. Erik ten Hag rất tôn trọng cậu học trò và luôn tạo điều kiện để anh tìm lại nhịp độ thi đấu cũng như xây dựng lối chơi phù hợp với anh. Nhưng đó là lúc đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương. Nếu Anthony Martial khỏe mạnh, vị trí của Ronaldo có lẽ chỉ là trên băng ghế dự bị như thời gian đầu mùa. Và anh sẽ phù hợp hơn với những trận đấu cúp hay tận dụng kinh nghiệm khi được tung vào sân trong thế trận bế tắc. Man United sẽ tìm kiếm một tiền đạo mới, có thể là ngay mùa đông này, sau những gì mà hàng công đã thể hiện 3 tháng qua. Số lượng bàn thắng quá ít so với kỳ vọng, rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ và không thể kết thúc trận đấu một cách hoàn hảo. Những điều đó hoàn toàn có thể đẩy quỷ đỏ ra khỏi cuộc cạnh tranh cho các mục tiêu tại mùa giải này. Không thể phủ nhận những đóng góp mà siêu sao người Bồ Đào Nha đã mang lại. Và tất nhiên, anh không bao giờ muốn mình trở thành gánh nặng cho đội bóng. Nhưng mùa hè tới, cuộc chia ly hoàn toàn có thể xảy ra và đó là điều tốt nhất cho cả hai. Chúng tôi vừa điểm qua 5 ngôi sao không nên ở lại Man United sau mùa giải này. Đó đều là những cầu thủ có rất ít đóng góp cho đội bóng hay đang dần trở nên không phù hợp với chiến lược tái thiết lâu dài của Erik ten Hag. Theo các bạn, còn cái tên nào nên ra đi ở kỳ chuyển nhượng tới hay nhân tố nào vẫn còn hữu dụng trong 5 ngôi sao mà chúng tôi vừa nêu? Hãy cùng chia sẻ cho Random Football biết bằng cách comment phía dưới video này. Và bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé.
Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.